Thanh Cò xin chào tất cả bà con. Bây giờ lúc này là Thanh Cò đang đứng ở đây là cầu này là cầu Rạch Tràm. Nó nằm ở mặt tiền đường tỉnh lộ 826. Tức là đoạn đây là đường Đinh Đức Thiện nối dài đó. Ở đây đi chút xíu nữa thôi, chừng 500m nữa là tới khu công nghiệp cầu Tràm rồi. Đi về ngã tư Sở Đôi về chợ Đức Kiến. Đây là sông Trị Yên. Cái hướng này đi chừng cây số hơn là đi về bên kia là đường Đinh Đức Thiện của Bình Chánh, là đi về chợ Bình Chánh. Từ đây về chợ Bình Chánh chắc khoảng gần 4-5 cây số. Từ cầu này đi vô cái căn nhà của mình chắc khoảng gần 2 cây số. Anh Cò sẽ chạy một đoạn để cho bà con mình thấy con đường đi vào nha. Ở đây thì gần khu công nghiệp Cầu Tràm, gần chợ Cầu Tràm. Đây thì đi ra đây ra chợ Cầu Tràm mình mua đồ, hoặc là ra ngay chỗ mà khu dân cư Trung Thành đó. Khu dân cư Trung Thành thì ở đó nó có Bách Hóa Xanh, Sang Hà Food. Đây bà con mình đi tới đây, bà con mình thấy có con đường kênh xã Long Trạch. Đây có đường kênh xã Long Trạch nha. Có bảng cổng chào là ấp Văn Hóa, ấp Cầu Xây. Rồi theo con đường này bà con mình đi vào. Căn nhà này chủ cũng mới xây được khoảng chừng sau đó khoảng năm mà chưa ở. Rồi bà con mình đến đây. Đến đây có cái con đường đường ấp Cầu Xây. Từ đường kênh Long Trạch nha, chạy chừng 300m thôi có đường ấp Cầu Xây. Bà con mình chạy vào. Chạy cái chừng gần một cây số thôi, bà con mình sẽ theo cái con đường nhựa này nha. Cứ theo con đường nhựa này mà đi tới khu của mình nha. Bà con mình về đây ở thì được cái nó cũng cặp ranh với Bình Chánh nha. Cặp ranh với Bình Chánh, kế bên Bình Chánh luôn. Từ đây qua chợ Bình Chánh cho Thanh Cò độ chắc cũng khoảng độ 5-6 cây số tới chợ Bình Chánh rồi, rất là gần. Ở đây có chợ Cầu Tràm để đi chợ. Gần đây sung túc nhất là khu công nghiệp Cầu Tràm, khu dân cư Trung Thành đó. Rồi mình tới cái ngã ba này nha. Tới ngã ba này bà con bắt đầu rẽ tay trái vào nha, đừng có đi theo con đường đá xanh này nha. Rẽ tay trái vào con đường nhựa này, đây bo một góc 90 độ nha. Đây khu nhà của mình, đây khu nhà ở của mình đây nha. Đó nhà của mình đây, phía sau đây là sau lưng nhà của mình, đây nhìn ra ruộng đồng luôn nha. Đó sau lưng. Rồi tới đây mình sẽ vào khu dân cư của mình, sẽ vào nha. Khu dân cư này là của ấp Cầu Xây, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Tôi quay review cho bà con mình cái căn nhà ở đây. Nhà này kết cấu là một trệt một lầu. 35 ngàn. Anh Cò sẽ đứng ngoài quay vô trong cho bà con này. Mình coi cái đây cái phòng khách. Nhà mình thì nó nhìn ra hướng Tây Nam nha, nhà hướng Tây Nam. Bề ngang từ lọt lòng luôn, từ đó qua đó là 4 mét lọt lòng. Đây phòng khách xây, phòng khách thiết kế nhìn rất là đẹp mắt nha bà con. Kết cấu rất là đẹp.
cò đi ra cái phòng sau để cho bà con mình quan sát. Đây từ ngoài đi vào đi, bên tay phải. Bên tay phải có một phòng, phòng ngủ. Đây đi vào phòng ngủ cho bà con mình thấy. Đây thì phần dưới người ta ốp gạch nha. Phần dưới ốp gạch, trên thì sơn. Đây cũng là một thiết kế rất là cơ bản, truyền thống. Thiết kế này thiết kế máy lạnh nha, hai thức quạt thì quạt, hai thức máy lạnh thì máy lạnh, có thiết kế luôn. Rồi quay dây xong, quay trong xong thì mình còn đi qua quay phần nhà bếp cho bà con mình. Đây là khuôn viên bếp. Quay nhà bếp cho bà con mình coi. Đây khuôn viên bếp nha bà con. Từ phần sau này đi ra lọt lòng tới phần mí ở trước cửa đó là 12 mét lọt lòng. Rồi ra trước sân ở trước là còn 1 mét sân nữa. 12 mét lọt lòng, 1 mét sân. Đây phần vách tường quay cho bà con mình thấy. Lót gạch ha, ốp gạch men rồi sơn. Cái tường này chắc khoảng gần gang tay á, gang tay á. Miếng đất của mình là bề ngang tới 4m3 là, nhưng mà xây lọt lòng 4m. Rồi bà con mình từ từ chiêm ngưỡng nha, hầu như là anh cò quét cái camera rất là kỹ rồi đó, để cho bà con mình coi kết cấu bên trong. Rồi mình có nhu cầu mình mua cái là mình alo chủ xuống mở khóa cho coi, cái nữa là mình vô luôn. Hầu như anh cò đang quay rất là rõ ràng luôn. Đây có ông táo thiết kế, ông táo bà táo ở đây. Rồi phần sau thì cái khuôn viên ở sau để nhà vệ sinh nó cũng khoảng hơn 1 mét á. Còn cái khuôn viên sau nha, đây nhà vệ sinh của mình còn một khúc ở sau này hơn 1 mét. Nhà mới xây luôn, chưa ở luôn. Rồi quay xong cái nhà vệ sinh nha. Nhà vệ sinh thiết kế cũng rất là đẹp. Cũng ở dưới cũng ốp gạch nè, ốp gạch ở trên thì tường sơn. Ở đây là cái phần sân sau này cũng rất là rộng, bà con mình về có thể mình để cái máy giặt ở đây. Đây có một cái khoảng không gian ở trên để bà con mình phơi đồ nha. Đây ở đây mình để dành mình phơi đồ, ở đây lấy ánh nắng mặt trời xuống. Rồi sân trước sân sau đều có. Bây giờ thanh cò sẽ đi lên lầu để quay cho bà con mình. Ở dưới đây thì một phòng khách, một nhà bếp, một cái phòng ngủ. Đây thanh cò đang đứng ở trong, quay ra phía trước cho bà con mình coi. Giờ mình thanh cò sẽ dẫn bà con mình đi lên lầu nha. Nhà mình thì một lầu, cầu thang rất là đẹp luôn. Đây bà con mình nhìn. Đây cái chân cầu thang rất là đẹp, hoa văn chạm chỗ bắt mắt luôn. Đây quay cái cầu thang cho bà con mình thấy nha. Quay cho bà con mình thấy. Đây đá hoa cương. Rồi nó sắn một vòng thôi, giờ mình đi lên, mình từ từ mình đi. Đây, kết cấu đá hoa cương rất là chắc chắn nha.
từ đi cho bà con mình nhìn cho kỹ. Anh còn đang đứng ở vị trí cầu thang đây, cầu thang quay xuống cho bà con mình thấy. Rồi bây giờ thì anh còn sẽ ra cái phòng phòng khách để cho bà con mình nhìn. Phòng khách thì tường trơn vết sơn gạch men. Đây một phòng, đây là phòng khách nha. Đây đi ra phần ban công, ra ban công cho bà con mình thấy. Ở đây có một cái ban công. Rồi bây giờ đứng ở đây nhìn quay xuống cho bà con mình nhìn ở dưới nha. Đây, khỏi quan cảnh ở dưới. Rồi, xong phần ngoài bây giờ. Con cò sẽ đi trên lầu 1 nha, đây là lầu 1. Rồi, con cò sẽ quay ra phòng phía sau cho bà con mình thấy. Xong phòng khách rồi. Bây giờ đi từ trước ra sau. Một phòng ngủ. Trên đây là có một phòng khách và một phòng ngủ thứ nhất nha. Ở đây có hai phòng ngủ lận. Thiết kế theo máy lạnh hoặc là mặt gió. Tường cường trơn quét sơn. Ở dưới thì gạch men. Rồi xong một phòng, mình đi ra sau. Đây thêm một phòng phía sau bên tay phải. Đây phòng này thì rất là ok. Phòng này được cái nó có cái cửa sổ. Đây kế bên thì ruộng đồng còn mênh mông. Đây nha, về phòng này, cái phòng này thì bá cháy luôn, lấy khí trời ha, rất là thiên nhiên luôn, còn thiên nhiên lắm. Đây phòng phòng thứ hai ở trên lầu. Hai phòng ngủ nha, hai phòng ngủ một phòng khách. Trên lầu mình tổng thể là có ba phòng, hai phòng ngủ một phòng khách. Rồi cuối cùng là nhà vệ sinh. Đây nhà vệ sinh ở phía sau. Rồi, tổng thể là coi như Thanh Cò đã quay rất là rõ ràng và chi tiết rồi. Nhờ bà con nào có nhu cầu thì tranh thủ. Giá thời điểm này là 1 tỷ 7 chốt kèo. Giá chủ đang kêu là 1 tỷ 7 50 nha, 1 tỷ 7 50. Rồi, ai có nhu cầu thì alo, số điện thoại của Thanh Cò là 078 666 8368. Anh coi đọc lại 078 666 8368. Rồi anh coi xin chào tất cả bà con.